Cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp giữa Mỹ và Philippines bắt đầu hôm thứ Hai, trong lúc Hải quân Philippines và Nhật Bản tiến hành những cuộc thao dượt chung. Và cả hai hoạt động này diễn ra ở đảo Palawan, gần khu vực đang có tranh chấp gay gắt ở Biển Đông. Cuộc thao dượt Mỹ-Philippines có sự tham gia của chiến hạm USS Fort Smith và một chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion. Hải quân Philippines cho biết, các binh sĩ sẽ được huấn luyện về việc thực hiện những phi vụ trinh sát, tập trận bắn đạn thật, lục soát và chiếm giữ tàu bè, cùng với những hoạt động khác. Giới chức nói những cuộc diễn tập chung sẽ diễn ra trong hải phận Philippines, ở duyên hải phía đông của đảo Palawan. Phát ngôn viên của Hải quân Philippines, Thiếu tá Luis Lincuna, nói với VOA rằng cuộc thao dượt với lực lượng tự vệ hải dương Nhật Bản là một hoạt động hải dương, chứ không phải là một cuộc diễn tập trên biển. Ông nói hoạt động này tập trung vào cứu trợ thiên tai, cùng với tìm kiếm và cứu hộ. Người phát ngôn của Hải quân Philippines nói rằng máy bay của hai nước, trong đó có máy bay trinh sát P-3C Orion của Nhật, sẽ bay trong khu vực nằm ngoài lãnh hải 22 km của Philippines. Biển Đông nằm ở duyên hải phía tây của đảo Palawan, với quần đảo Trường Sa nằm cách đó khoảng 300 km về hướng Tây Bắc. Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo tại ít nhất 7 bãi đá ngầm trong vùng biển này, và Philippines có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết các bãi đá đó. Các giới chức quân sự Philippines cho biết, cuộc diễn tập chung với Mỹ năm nay nằm trong khuôn khổ của các cuộc tập trận thường niên và không dính líu tới vụ tranh chấp giữa Manila với Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng cuộc thao dượt với Nhật Bản có ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng đối với Nhật Bản. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến thăm Nhật Bản và cho biết hai nước sẽ thương thuyết để có một hiệp định chính thức về các lực lượng thăm viếng, ngõ hầu các lực lượng Nhật Bản có thể được luân phiên bố trí ở Philippines.